Hồi ngày xưa Đức Phật phát những lời thệ nguyện, tôi đọc lại cho bà con mình nghe. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng sanh vô tận thệ nguyện độ, Phật pháp vô tận thệ nguyện học, và thệ nguyện hành và thệ nguyện thành. Thệ nguyện độ tận chúng sanh, chừng nào chúng sanh thành Phật hết, Phật mới về ngôi chánh đẳng chánh giác Phật ngồi. Nếu còn một chúng sanh thì Phật không thể dời về ngôi chánh đẳng chánh giác Phật ngồi. Đó là những lời thệ nguyện của Đức Phật. Như vậy mới hỏi là bà con, vậy Đức Phật độ tặng chúng sanh chưa? Và Đức Phật về ngôi chánh đẳng chánh giác ngồi chưa bà con? Đức Phật đã độ tặng chúng sanh lâu rồi. Và Đức Phật về ngôi chánh đẳng chánh giác Phật ngồi lâu rồi. Vì sao? Tôi phân tích cho bà con mình nghe. Trong cái lúc Phật thệ nguyện là Đức Phật quay lại dòm chính mình, mới thấy trong vô lỵ kiếp, tam nghiệp thập ác, trong bản thân sanh ra không biết bao nhiêu chúng sanh trong bản thể tánh của mình thế này. Và chúng sanh trong bản thể tánh này nè, nó vì danh vọng quyền lợi bắt đầu nó dẫn đi tạo nghiệp vô số kể, đối xử tệ với chúng sanh bên ngoài. Là ngài thấy chúng sanh trong bản thể mình quá trời nhiều rồi. Phiền não trong bản thể mình khủng khiếp quá. Cho nên ngài mới đứng lên ngài thệ nguyện. Và ngài thệ nguyện là độ tận chúng sanh trong bản thể của ngài. Và ngài thệ nguyện là dùng gươm trí huệ đoạn cái bản ngã, cái phiền não trong cái bản thể tâm hồn của ngài. Mà ngài, cái ý chí của ngài dứt bỏ được cái bản ngã của chính ngài và hóa độ chúng sanh trong bản thể của ngài. Từ từ nó tỏ ngộ từng món, và từ từ nó thành Phật sạch chân luôn, không còn một chúng sanh nào trong bản thể của ngài. Thì ngài mới về ngôi chánh đẳng chánh giác ngài ngồi. Còn cái pháp ngài để lại thì chúng sanh bên ngoài tùy duyên nó ngộ được nhiêu thì nó ngộ, nó giải thoát được nhiêu nó giải thoát, đó là tùy duyên của nó. Chứ không phải là ngài thệ nguyện là độ tận chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh bên ngoài nó sanh hoài làm sao độ tận? Mà ngài nói Phật có, chúng sanh có. Như ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật hiện tại, chúng sanh là Phật tương lai. Vì chúng sanh mê ta mới đem pháp thiết nó giải thoát rồi, pháp bất khả dụng. Như vậy thì bất cứ một chúng sanh nào nếu thấy được rõ ràng trong bản thể của mình bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu phiền não, mà dùng gươm trí huệ hiệp tinh qua chân lý của Phật, mà chừng nào mà đoạn được cái bản ngã của mình, đoạn được cái phiền não của chính mình, mà độ cho chúng sanh tánh trong mình á, nó thanh tịnh, nó giải thoát, nó thành Phật hết, không còn một chúng sanh tánh nào trong bản thể mình chứ, thì người đó cũng về ngồi chánh đẳng chánh giác ngồi giống Phật vậy đó. À, dạ kính chào tất cả các quý vị khán giả đã trở lại với kênh của Nguyễn ha. Thì cũng có rất nhiều khán giả có những câu hỏi về nghiệp, và hôm nay mình muốn làm một cái chủ đề về nghiệp với Huynh Phạm. Thì Huynh Phạm ơi, thì cái phần nghiệp với Huynh Phạm thì có rất nhiều khán giả là không biết là nghiệp là gì, và thế nào là trả nghiệp, mà làm gì để bị trả nghiệp, rồi làm thế nào mình lúc mình tạo nghiệp á, thì cái gì là mình tạo nghiệp, và nó có liên quan gì tới luật nhân quả không? Nhờ anh Phạm giải giùm. Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cả nhà mình. Hôm nay tôi cũng xin giải về vấn đề là nghiệp là gì và trả nghiệp là như thế nào, mà tạo nghiệp là như thế nào. Thật ra đó là cái nghiệp là do mình mê muội chấp ngã trong danh lợi tình tham sân si, thì mình mới tổn hại tới chúng sanh vì quyền lợi của mình, tức là cái đó nó tạo lên cái nghiệp. Thấy không? Cho nên hôm nay tôi muốn nói thẳng vào vấn đề thế nào gọi là trả nghiệp. Trả nghiệp là gì? Là thí dụ như trong đời sống của mình hiện tại bây giờ nè, vô tình nó đưa đến một cái cảnh giới gì đó, nó khiến cho mình là phải chịu đau thương, đắng cay, mất mát. Thì mà mình chịu đựng, mà mình vui vẻ, mình không có than phiền quán trách để tổn hại tới ai, thì đó gọi là trả nghiệp. Vì kiếp quá khứ ta đã từng tạo cái điều đó cho chúng sanh khác, vì hôm nay ta phải chịu lại cái chuyện đó để ta trả cái quả của ta. Trả nghiệp là như thế. Còn tạo nghiệp là gì? Tạo nghiệp là hôm nay mình, người ta đang sống, mình cũng đang sống, mà mình sát hại người ta để nuôi mình,
Đây là tạo nghiệp. Cái thứ hai, thí dụ như nói giờ về thường thường ta nói trả nợ tình, nhưng mà vợ chồng người ta đang sống vui vẻ, chồng ta ở nhà làm ăn để cho vợ người ta đi núi này kia nọ vài ngày, gặp mình cái thấy có duyên quá, nói chuyện hợp hợp tình hợp ý, cái bắt đầu mình bài bản mình dụ dỗ mình lấy vợ người ta luôn. Cái này là tạo cái nghiệp mới chứ không phải là trả nghiệp quá khứ qua đó bà con, thấy không? Cho nên mình đừng có hiểu lầm cái chỗ mà trả nghiệp với tạo nghiệp nha. Rồi mình tạo nghiệp, nghiệp cũ mình trả chưa trả mà cái nghiệp mới mình tạo nữa mà mình nói mình trả nghiệp là coi chừng mình nguy đi về địa ngục lận gần hơn đó. À, cái trả nghiệp nó khác với cái tạo nghiệp. Cái trả nghiệp là vui vẻ khi cái gì nó đến với mình không tốt mà mình vui vẻ mình chịu, thì đó mới gọi là trả nghiệp. Còn hôm nay mình đã tạo một cái chuyện bất lành mới là tạo nghiệp chứ không phải là trả nghiệp. À, ủa vậy là nghiệp là mình làm tổn hại đến muôn người muôn loài, là có nghĩa mình làm cái gì mà ảnh hưởng tới người khác không tốt như người khác, hay là chúng sanh vạn vật gì đó, đúng vậy, là nó đều là nghiệp, tạo nghiệp hết, tạo nghiệp hết. À, rồi hôm nay tôi cũng xin chia sẻ cho bà con mình hiểu chút đỉnh về luật nhân quả, nó cũng dính dấp tới cái vụ này luôn, thấy không? Như vậy thì tôi kể cho bà con mình nghe câu chuyện để tôi diễn lên cái luật nhân quả nha. Ai cũng đồng Phật bà với Bạc Liêu Linh. Phật bà là Bồ Tát cứu khổ muôn loài. Họ tiên truyền với nhau bất cứ một chúng sanh nào đau khổ chuyện gì, đi xa tới chỗ Phật bà mà sắm hương đăng hoa quả trái cây, rồi cúng lại Phật bà tôn nghiêm để cầu Phật bà độ, thì Phật bà sẽ độ cho người đó từ từ về nhà hết khổ. Cho nên nó tiên truyền với nhau, bà con gần xa mỗi năm đi về cúng Phật bà không biết bao nhiêu mà nói. Thì cúng Phật bà họ cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện Phật bà ban đều phúc lành đến cho bản thân hoặc gia đình của mình, hoặc rộng hơn nữa là cả trăm họ, chứ không có một ai đi tới lại Phật bà mà cầu Phật bà ban cái điều bất hạnh đến cho mình hay bất cứ đến cho người khác là không có. Như vậy thì từ chỗ này, khi họ cúng lại Phật bà, họ cầu điều ban điều phúc lành xong rồi, trên đường về nhà kết quả có giống như lời họ cầu nguyện không? Xin thưa với bà con là không. Hỏi tại sao vậy? Tôi dẫn chứng cho bà con thấy. Có người cúng lại Phật bà xong đó, mới vừa cầu Phật bà ban phúc lành đó, nhưng đi chưa về tới nhà nữa là bị tai nạn xe, tàn tật suốt đời đau khổ, hoặc là tan thương chết chóc tại chỗ. Mà cái điều này là không ai cầu Phật bà ban nha bà con. À, có người cúng lại Phật bà, cầu Phật bà xong đi về nhà, thời gian sau bệnh liệt giường liệt chiếu, chết cũng không được mà sống cũng không yên, cắn răng nằm đó chịu đựng. Mà cái điều này không có ai cầu Phật bà ban cho mình nha bà con. Có người về nhà thời gian sau mà ăn tán gia bại sản, thiếu nợ ngập đầu, mằng cực như trâu nhưng không dám hưởng, là kêu bằng á, trả nợ cho chủ nợ mình ở không để mà nó hưởng vinh hoa phú quý mà nó chưa hài lòng. Lâu lâu nó chửi, nó hành hạ cho nước mắt chăn cơm lên bờ xuống ruộng. Mà cái điều này đâu ai cầu Phật bà ban cho mình đâu. Nha, có người về nhà thời gian sau, cái may mắn tốt lành cũng đến với họ vậy chứ không phải không. Thì những người đi cúng lại Phật bà cũng có khi gặp may mắn, cũng có khi gặp bất hạnh. Có những người không từng đi cúng Phật bà, lại Phật bà cũng không cầu Phật bà ban cho điều gì cho họ, thì họ cũng có khi có người gặp may mắn, cũng có khi có người gặp bất hạnh y chát vậy. Thì cúng Phật bà không cúng Phật bà kết quả giống nhau đúng không bà con? À, vậy thì hôm nay tôi xin giải thích cho bà con hiểu rõ vấn đề này. Lý do sao như vậy? Cúng Phật bà hay không cúng Phật bà vậy kết quả cũng giống nhau à? Vì Phật bà họ đang cầu xin đó là Phật bà bằng xi măng, thì làm gì có quyền năng hay biết được cái chuyện gì mà có thể thưởng với phạt. Cái cục xi măng đó chứng minh thôi, đặt tên vô vậy thôi, chứ nó không biết gì chứ. Còn quyền duy của Phật bà đắc đạo là một vị Phật, không thể sửa lực nhân quả của thế gian được. Nếu như trời Phật ở trên mà dòm xuống thấy thế gian này là người thân của mình tạo ra, rồi bây giờ người nào nghèo cái cho giàu, người nào bệnh cái cứu hết bệnh, người nào chết cái cứu sống lại, thì trần gian còn gì nói nữa bà con? Ai cầu phúc lành gì cũng được phúc lành đó thì còn gì nói nữa, đúng không? Cái điều đó không có, tại mình tưởng tượng mà ra, thấy không? Chứ trời Phật vốn không ban phước cũng không giáng họa cho ai. Không ban phước thì không thể cầu xuông mà có, không giáng họa là không có hại ai bao giờ. Nhưng mà cái định luật nhân quả đã có sẵn từ ngàn xưa tới bây giờ mà không ai thấu tỏ được nó. Tạo nhân nào phải hưởng quả nấy.
Cho nên Đức Thầy mới nói là luật nhân quả thật là câu diễn xuất của Kim Trần Lộc, một ai không sóc một mãi lông trong trời đất, trồng bông kiển và giống chi hưởng nấy. Còn Phật từ bi á, là cứu độ chúng sanh, là cứu độ làm sao? Để lại cái chánh pháp cho chúng sanh, cho chúng sanh ai có duyên coi vào đó để mở tâm mở trí, hiểu luật nhân quả là sao, là hiểu chánh pháp là sao, rồi mình tạo nhân nào hưởng quả nấy là sao, để từ từ điều phục thân khẩu ý, điều phục thân tâm mình lại, để mình trồng cái giống lành, để mình hưởng cái quả lành. Chứ không phải mình cầu ông Phật ông trồng sẵn để cho mình hưởng là không có. Chỉ đường thôi, mình tạo cái gì mình phải hưởng cái nấy. Cho nên từ chỗ này tôi diễn lại luật nhân quả chút xíu nè. Cái người này kiếp trước của họ ỷ mình có quyền uy thế lực, rồi muốn cướp đoạt tài sản của người ta để mình hưởng thụ, dẫn người đi tới đốt nhà người ta, chém người ta, cho người ta tàn tật suốt đời, hoặc là tan thương chết chóc. Cái nhân mình đã tạo rồi, thì hôm nay tới giờ cái quả nó quay lại chính mình, nó cũng khiến cho mình gặp một chuyện gì đó mà tàn tật suốt đời hoặc tan thương chết chóc, chịu đựng đắng cay đau khổ đó để trả cái quả hồi xưa mình đã gây cho người ta. À, dù cầu Phật bà không cầu Phật bà gì cũng vậy mà thôi. Còn người này kiếp trước ỷ mình là bá hộ, có phước nhưng không chịu tạo nữa, bắt đầu bắt những người nghèo khổ làm cực như trâu để cho mình hưởng vinh hoa phú quý mà mình cũng chưa hài lòng. Lâu lâu phải chửi người ta, đánh người ta, cho người ta nước mắt chăn cơm lên bờ xuống ruộng để lấy hoài. Thì mình đã tạo cái nghiệp mà mình không tạo phước, cho nên hôm nay cái phước mình đã hết. Cái nghiệp nó mới trở gì à? Nó mới khiến cho mình làm tới đâu thất bại tới đó, thiếu nợ ngập đầu, mằng cực như trâu không dám hưởng, để trả nợ cho chủ nợ mình, nó ở không nó hưởng mà nó cũng chưa hài lòng. Lâu lâu nó cũng phải chửi, nó phải đánh cho mình nước mắt chân cơm lên bờ xuống ruộng lại, để cho nó lấy hoài, để mình trả cái quả hồi xưa mình đã gây cho người ta kìa. Còn cái người này hồi xưa đâm thê chém mướn, đâm cha thúc chú vì chút quyền lợi mà làm cho người ta đau khổ, sống không được mà chết không yên, thì hôm nay tới giờ cái quả nó đến, nó cũng khiến mình muốn chết chết cũng không được, mà muốn sống sống cũng không yên, phải chịu đắng cay để mà trả quả lợi chứ, hay không? Còn cái người này hồi xưa sống bằng cái tâm hồn lương thiện chân thật, biết thương người mến vật, từ loài thú tới loài người, không xúc phạm tổn hại tới ai trong bằng cái tâm mê muội của chính mình, bản thân mình chịu thiệt thòi cái đắng cái nào cũng không than phiền, dùng những gì của mình có tùy duyên chia sẻ giúp đỡ chứ không có hại ai đâu, thì người ta đã tạo được cái giống lành, thì hôm nay cái phúc lành nó mới đến với người ta chứ không phải tự nhiên. Nghe không? Như vậy thì từ chỗ này, hôm nay cái gì đắng cay không tốt đến với mình thì mình vui vẻ chấp nhận, đừng than phiền quán trách ai hết á. Vì cái đó xưa kia mình đã gây cái điều bất lành đắng cay cho chúng sanh khác, thì hôm nay bây giờ mình phải chịu để trả. Còn những gì hôm nay tốt lành nó đến với mình trong đời sống này cũng không phải tự nhiên đâu, là tại vì hồi xưa mình biết hy sinh, mình tạo cái tốt lành đó cho chúng sanh đó, thì hôm nay cái tốt lành nó mới đến với mình. Còn từ đây trở về sau, mình muốn sau này mình hưởng được cái giống lành, không chịu cảnh đau khổ đó nữa, thì bây giờ bắt đầu tìm hiểu chân lý cho rõ, tìm hiểu lực nhân quả cho rõ, bắt đầu điều chỉnh thân khẩu ý của mình lại để tạo cái giống lành, thì sau này nó dồn vô cái phước lành lớn, mình mới có cái phước lành để hưởng. Còn mình không tạo, mình không có hưởng, mình tạo cái gì mình phải hưởng cái đó, chứ không phải cầu Phật là Phật ban, thấy không? Cho nên từ chỗ này á là tôi chỉ cho bà con thấy địa ngục, thiên đàng Tây Phương ở đâu, để cho bà con dễ thấy. Nó không phải giống như trong cái truyền thuyết hay là truyện tranh hay là trong phim gì đâu bà con ạ. Kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này quay lại thân xác khác để trả cái nghiệp đó. Kiếp trước tạo phúc, kiếp này quay lại mang một thân xác khác để hưởng phúc. Kiếp này tạo cái gì qua kiếp sau hưởng tiếp. Cái thân xác thì giống như bộ đồ, nằm trong thành trụ quả không sanh lão bệnh tử trong một thời gian rất ngắn tạm dùng. Còn cái linh hồn là bất diệt, nhưng mà cái linh hồn nó phải chịu định lực nhân quả, nó tạo nhân nào nó phải hưởng cái đó. Cho nên á, địa ngục nặng nhất dành cho loài thú, thấy không? Tại vì sao? Thấy những cái cảnh mà vẽ địa ngục trong tranh vẽ đó, ôm cọc đồng lửa là tạo nhân á, là những con thú mà bị người ta thịt
rồi người ta quay, người ta nướng, dù chết chóc đau thương, nó xẻ thân mình, nó đau đớn để nó ăn sung sướng gì đó, mình cũng phải cắn răng chịu, vì không phải tự nhiên đâu. Kiếp trước nó đã gây cái sự đau khổ đó đối với chúng sanh khác rồi, thì kiếp này nó phải quay lại cái thân đó để nó trả cái quả đó như vậy. Cái đó gọi là tội nhân bị ôm cục đồng lửa đó. Còn chủng chảo dầu, chủng nước sôi là gì? Là những tội nhân mà địa ngục mình thấy giả cảnh đó, là những con bị người ta thịt, người ta chủng nước sôi, người ta nhổ lông làm thịt xong xuôi, người ta đem vô, người ta chiên giòn, hoặc ta làm lẩu, ta nhậu, dù đau đớn hy sinh cũng phải chịu, vì kiếp trước nó đã tạo cái đó cho chúng sanh khác rồi, thì bây giờ nó quay lại nó chịu cái đó, gọi là chủng chảo dầu, chủng nước sôi, thấy không? Còn những con quỷ đói là gì? Những con quỷ đói là coi ông vật ăn giả mỗi ngày đi, nó không có gì ăn, không có gì uống, nó đi giết nó chịu hết nổi, nó chết, còn bộ xương khô ở ngoài rừng đó đau đớn khổ sở cũng phải chịu thôi, vì trước kia nó đã gây cho cái đó cho người khác, thì bây giờ nó phải quay lại nó chịu. Còn á mà ngựa đá, rồi cọp xé, rắn mổ, thì coi đi, động vật hoang dã mỗi ngày nó tàn sát với nhau đó, thấy không? Còn những tội nhân mà bị nhốt trong khám để chờ giờ xử, thì những cái con mà nó nhốt trong lòng, nó chờ vài bữa sau hết thịt rồi nó làm nữa, cái vậy đó, đó là địa ngục nặng tranh giành cho loài thú đó bà con. Địa ngục là như thế đấy. Còn địa ngục nhẹ hơn dành cho loài người. Nếu nói cái tổng thể là cái nhà thương, bệnh viện, đủ thứ bệnh đau, đủ thứ mắc mắc đau thương, vì kiếp trước mình đã gây cho người ta làm sao, thì mình phải quay lại mình chịu như vậy, thấy không? Còn ôm cục đồng lửa là gì? Cái ôm cục đồng lửa là những người bị cơn quả quạng ập tới một cái chết quéo ở trong đó, chết cứ là kêu bằng thành than luôn, hoặc giả là tàn tật suốt đời. Còn trong chảo dầu, trong nước sôi là gì? Là những người vô tình bị cơn phỏng dầu, phỏng nước sôi, tàn tật suốt đời, hoặc chết trong cơn phỏng đó, thấy không? Còn ngựa đá là gì? Là tai nạn xe. Cọp xé cắn mổ là gì? Là những người tham độc vì danh lợi, tối ngày tính toán hại nhau, rồi dẫn người đi chém với nhau, tàn sát nhau này kia đó, thấy không? Đó. Rồi những con quỷ đói là gì? Là những người bị bệnh, muốn chết không được, muốn sống cũng không yên, đút cháo ăn muốn nổi nữa, đó là những con quỷ đói. Em có cái này là Vinh Phạm. Sao? Là hôm nay em đi quay thiện nguyện, nhưng mà đi quay có những người mà bị lâm vào bị bệnh á, thì có người á là bị ung thư vú luôn, bị nổ ra luôn, nó vỡ ra rồi nó thầy lầy luôn. Thì cũng rồi một cái trường hợp á, là một ông chú á, là ổng bị tai biến mười mấy năm, rồi một bà cô á, thì bị mù hai mươi mấy năm, rồi phải cái người mù đó phải chăm sóc lại cho ông chú đó, mà con đi làm hết nhà chỉ có hai người thôi. Rồi một bà chị bán bắp, bà bị u tim, hai cái chân thì bị sưng, mà nuôi hai đứa con nhỏ, đứa lớp 8, đứa lớp 5, rồi để bắp đi bán, mà chồng bỏ 3 năm trước rồi, từ lúc mà bà bị bệnh. Rồi có một trường hợp nữa là bà ngoại mà nuôi ba đứa nhỏ, mà trong khi đó là cái nhà chừng 12 mét vuông à, mà nó cũng dột nát hết rồi, mà cái nền đó thì nó nằm trong hai gánh đất nữa, chứ không phải đất nhà nữa. Như vậy á, thì những người đó khi mà em tiếp xúc á, thì họ hầu như họ nói kiếp này tôi đâu có làm gì ác đâu, mà tại sao mà bây giờ nó trả lại tôi như vậy, mà tôi cũng niệm Phật niệm trời dữ lắm mà tại sao là phải như vậy. Vậy trong cái chỗ này á, anh Phạm, thì anh có thể là giải cho mọi người là cái chỗ này nó bị như vậy, rồi có cách nào mà mình làm nhẹ đi, hay là mình hiểu được cái chỗ đó rồi mình làm sao anh Phạm? Thứ nhất, kiếp này họ không có tạo, nhưng mà kiếp trước họ tạo họ đâu có hay, không? Cái thứ hai, bây giờ muốn cái nghiệp đó nhẹ lại, niệm Phật niệm trời không có nhẹ được đâu. Mà bây giờ muốn nhẹ lại là gì? Bắt đầu mình sẽ chịu đựng thiệt thòi đắng cay, đau thương mà không than phiền quán trách. Mình đem những gì của mình có, mình hy sinh, gom gọn cái đời sống mình lại, hy sinh ra, dư được chút đỉnh, như thí dụ như công thí hay tài thí hay là những cái gì đó, mình mới đối xử tốt với tất cả nhân loại, ai đến với mình và chúng sinh đến với mình, từ loài thú tới loài người, mình không xúc phạm tổn hại tới ai nữa, thì mình đem những gì mình có được tùy duyên chia sẻ giúp đỡ, nó mới tạo ra được cái phúc. Chính cái phúc này, cái nghiệp của mình nó mới nhẹ lại phần nào. Cũng như thí dụ bây giờ đơn giản, tôi vô tình
tôi hiểu lầm, tôi nghe người ta nói mà tôi không biết rõ sự thật, tôi lại tôi chém anh này cục một cánh tay nha, là tôi đã gây ra cái tội lỗi rồi. Nhưng mà anh này anh không có làm chuyện xấu đó à, nhưng mà tới khi tôi biết rõ sự thật rồi thì theo đáng lẽ đó là tôi phải chạy chặt cái cánh tay của tôi để trả quả, hoặc giả là tôi phải ở tù hay là như thế nào đó, tôi không biết, tử hình gì đó tôi không biết. Nhưng mà ngược lại, nếu tôi muốn giảm nhẹ cái này, tôi phải làm sao? Khi tôi biết rõ sự thật là tôi đã vô tình đã gây ra một tội ác rồi, thì đơn giản lắm. Thứ nhất là tôi phải hy sinh cái gì của tôi có được, thấy không? Tôi mới lợi gia đình của anh này, tôi mới thành tâm xuống, tôi quỳ, tôi sám hối với gia đình, chấp nhận sự trừng phạt. Vì tôi đã hiểu lầm, tôi đã gây cho anh một cái tổn thương không biết phải làm sao. Anh muốn trừng phạt tôi như thế nào tôi cũng không phản kháng. Và hôm nay, trước khi anh trừng phạt tôi làm ăn bấy lâu nay dư được 100 triệu. Bây giờ anh cầm 100 triệu này lấy đỡ để lo trang trải đời sống của anh, coi như tôi bù đắp phần nào. Nhưng anh không cần phải tha thứ cho tôi, anh muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được cả. Và trước mặt bà con tôi dùng cái lòng thành đó, tôi đối xử với anh đó như vậy, thì tự nhiên anh đó và tất cả bà con nhìn vô cái cử chỉ đó mà thật lòng nghe, thì tự nhiên cái tội án tôi giảm nhẹ xuống bà con, chứ không cần phải trả giá đắt nữa. Như thù hận được xóa từ trong tức lòng, có nghĩa rằng không phải là tha thứ hết toàn bộ, nhưng mà nó sẽ giảm nhẹ xuống chứ không còn nặng nề nữa. Còn nếu như mình khăng khăng, mình ngoan cố, mình làm hoài mà mình không có ý sửa đổi, không có ý là kêu bằng là sám hối, rồi mình cứ làm hoài thì người ta không thể tha thứ cho mình được. Đó là cái cách để mà mình giảm nhẹ cái nghiệp tội mình lại, nghe không? Còn á, mình có tội với người ta mà mình không lại trực tiếp để hóa giải cho nó nhẹ lại, mà mình đi lại ông Phật để ông Phật ông tha thứ cho mình để trừ với chúng sanh dưới này, là chuyện đó không có, tại mình nằm mơ thôi, ông Phật đâu dính dấp vô, ông Phật cũng đâu có trừ tội giùm mình được, không có được cái vụ này, tại mình hiểu lầm đó. Cho nên bà con cứ lâu lâu rủ đi 18 kiển chùa, 10 kiển chùa gì đó, lại 180 lại sám hối gì đó, là sám hối tào lao. Trước khi mình sám hối, mình phải biết trong thân khẩu ý của mình cái gì tạo nên tội, mà có tội, mà có tội với ai. Rồi cái này em có hai câu hỏi nè anh Phạm. Rồi sao? Một câu thứ nhất kia nè, bây giờ người ta thiếu nợ em đi, người ta giật nợ thì người khác nói tại hồi kiếp trước mình thiếu nợ người ta, giờ ta giật lại, cái đó là sao? Cái chuyện á, cái đó là mình nói chứ không phải người ta nói. Thí dụ như mình bị giật nợ, người ta nói kiếp trước mình thiếu nợ người ta, giờ ta giật lại. Không có. Cái này là mình nói. Mình nói là tại chắc kiếp trước tôi giật nợ người ta, bây giờ người ta giật lại tôi. Người ta nói luôn. Là mình nói là bằng cái tâm đạo của mình để cho mình yên tâm, đừng có nặng lại chuyện đó nữa. À. Để mà mình đi tạo phúc đức. Còn cái chính cái người đó đó, giật nợ mình có phải hồi xưa mình thiếu nợ họ hay không cũng chưa biết. Hay là hôm nay họ đã tạo một cái nghiệp mới rồi. Hôm nay là tạo nghiệp mới thấy rõ ràng, chứ còn cái chủ nợ kiếp trước không biết. Mà thấy kiếp này anh đã tạo một cái nghiệp mới cho chính anh rồi đó. Cũng như cái ông này, tôi dẫn chứng cho bà con mình thấy nè. Ông dạy đệ tử ông á, ông nói trước khi mình ăn cơm, mình dùng lòng thanh tịnh của mình nha, mình niệm 3 tiếng Phật, ăn 3 miếng cơm lạc, sau đó thì ăn thịt, cũng như ăn tàu hủ thôi. Mà người ta theo ông dữ lắm á. Cái bữa đó sao có mặt tôi mới dẫn chứng ngược lại, tôi mới nói nếu chú nói như vậy, chú đi tới cái tiệm vàng của người ta đang mua bán, có công an đứng sát bên nha, rồi chú dùng lòng thanh tịnh niệm Phật 3 lần đi, rồi chú xách búa vô, chú đập tủ người ta, chú lấy vàng, công an có bắt chú không? Bộ mình á, dùng lòng thanh tịnh mình niệm Phật 3 lần rồi mình muốn gây tội ác gì cũng được hả? Quầy hả? Làm gì có vụ này? Thấy không? À, ông Phật con không có chen vô tha cái tội của mình được đâu. Tại mình hiểu lầm đó. À. Còn câu đó nè. À, rồi con câu này nè, như hai chồng ông A đang sống mà hòa thuận phải không? Ông này ông giàu quá, ông thấy vợ ông nhỏ này đẹp, ông nhảy vô, ông có tiền nhảy vô, ông nhảy vô ở 3 người luôn, mà người chồng này vẫn đồng ý, thì người ở xóm người ta nói là tại vì
con nhỏ này với ông nhà giàu đây là con nợ duyên nợ kiếp trước. Em thấy sao? Thật ra đó, cái duyên nợ kiếp trước thì không có thấy mà thấy kiếp này. Cái kiếp này anh này anh vui vẻ anh đồng ý. Ảnh nghèo ảnh có con vợ đẹp phải không? Mà ở nhà giàu đó mà không đồng ý phải không? Không phải tự nhiên không đồng ý đâu, đừng nằm mơ. Mà ông đồng ý vui vẻ chắc có lẽ là ông nhà giàu này phải bù lại cho ông một khoản tiền gì đó mà ông cảm thấy xứng đáng, mà ông không tố giác thôi. Đó là hiện tại, còn quá khứ tôi không có biết. Không, em thì em tính chỗ này là Quỳnh Phạm lạ thì chúng sanh cũng tạo nghiệp, mà Phật các đức Phật thì trước đó là chúng sanh cũng vẫn là có nghiệp. Thì có hôm qua đó anh nói về các lời nguyện của Đức Phật á, thì Đức Phật cũng trả nghiệp nữa. Như vậy anh có thể chia sẻ lại như là hôm qua anh chia sẻ với em là cái chỗ lời nguyện với lại là Đức Phật trả nghiệp như thế nào không Huynh? Hồi ngày xưa Đức Phật phát những lời thệ nguyện, tôi đọc lại cho bà con mình nghe. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng sanh vô tận thệ nguyện độ, Phật pháp vô tận thệ nguyện học, và thệ nguyện hành và thệ nguyện thành. Thệ nguyện độ tận chúng sanh, chừng nào chúng sanh thành Phật hết, Phật mới về ngôi chánh đẳng chánh giác Phật ngồi. Nếu còn một chúng sanh thì Phật không thể dời về ngôi chánh đẳng chánh giác Phật ngồi. Đó là những lời thệ nguyện của Đức Phật. Như vậy mới hỏi là bà con, vậy Đức Phật độ tận chúng sanh chưa? Và Đức Phật về ngôi chánh đẳng chánh giác ngồi chưa bà con? Đức Phật đã độ tận chúng sanh lâu rồi, và Đức Phật về ngôi chánh đẳng chánh giác Phật ngồi lâu rồi. Vì sao? Tôi phân tích cho bà con mình nghe. Trong cái lúc Phật thệ nguyện là Đức Phật quay lại dòm chính mình, mới thấy trong vô lỵ kiếp tam nghiệp thập ác, trong bản thân sanh ra không biết bao nhiêu chúng sanh trong bản thể tánh của mình nè. Và chúng sanh trong bản thể tánh này nè, nó vì danh vọng quyền lợi bắt đầu nó dẫn đi tạo nghiệp vô số kể, đối xử tệ với chúng sanh bên ngoài. Là ngài thấy chúng sanh trong bản thể mình quá trời nhiều rồi, phiền não trong bản thể mình khủng khiếp quá, cho nên ngài mới đứng lên ngài thệ nguyện. Và ngài thệ nguyện là độ tận chúng sanh trong bản thể của ngài. Và ngài thệ nguyện là dùng gươm trí huệ đoạn cái bản ngã, cái phiền não trong cái bản thể tâm hồn của ngài. Mà ngài, cái ý chí của ngài dứt bỏ được cái bản ngã của chính ngài và quá độ chúng sanh trong bản thể của ngài. Từ từ nó tỏ ngộ từng món, và từ từ nó thành Phật sạch chân luôn, không còn một chúng sanh nào trong bản thể của ngài. Thì ngài mới về ngôi chánh đẳng chánh giác ngài ngồi. Còn cái pháp ngài để lại thì chúng sanh bên ngoài tùy duyên nó ngộ được nhiêu thì nó ngộ, nó giải thoát được nhiêu nó giải thoát, đó là tùy duyên của nó. Chứ ngài không phải là ngài thệ nguyện là độ tận chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh bên ngoài nó sanh hoài làm sao độ tận? Mà ngài nói Phật có, chúng sanh có. Như ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật hiện tại, chúng sanh là Phật tương lai. Vì chúng sanh mê ta mới đem pháp thiết nó giải thoát rồi, pháp bất khả dụng. Như vậy thì bất cứ một chúng sanh nào nếu thấy được rõ ràng trong bản thể của mình bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu phiền não, mà dùng gươm trí huệ hiệp tinh qua chân lý của Phật, mà chừng nào mà đoạn được cái bản ngã của mình, đoạn được cái phiền não của chính mình, mà độ cho chúng sanh tánh trong mình đó, nó thanh tịnh, nó giải thoát, nó thành Phật hết, không còn một chúng sanh tánh nào trong bản thể mình chân, thì người đó cũng về ngôi chánh đẳng chánh giác ngồi giống Phật vậy đó. À, cho nên á, từ cái chỗ này á, là người ta hiểu lầm, tưởng đâu là Phật thệ nguyện là Phật độ ở bên ngoài, nhưng không có, quay trở về chính mình. Đại Thượng Đế có gì tiểu Thượng Đế có nấy, Phật có gì chúng sanh có nấy, trượt thanh thiện ác cũng do Thượng Đế tạo ra hết. Vậy á Huynh Phạm, vậy là mình tu là mình độ mình trước à, như ngài Thanh Sử nói là tu phải độ mình trước. Như ngài Thanh Sĩ nói là tu là phải độ mình trước rồi mới độ người. Rồi. Như vậy độ mình trước là mình phải độ chúng sanh ở trong mình trước. Đúng mình vậy. Trở lại cái thanh sáng của riêng mình, nói là Phật tánh, là mình trở lại tánh Phật của mình luôn đi. Rồi. Xong rồi, rồi mình mới đi độ người ta là Phật cũng làm như vậy. Vậy chứ sao? Cũng như thí dụ bây giờ tôi nói giờ đơn giản cho ông nghe nè. Hôm nay tôi thấy ông á gian trá, hỗn ẩu, ham danh, ham lợi, ham tình, gây ra những điều không tốt, ghiền ăn nhậu, thí dụ vậy đi. Hôm nay
tôi thấy điều đó tôi muốn lợi, tôi độ quá ông. Đầu tiên là tôi phải độ quá tôi. Độ quá tôi là gì? Nếu tôi khuyên ông á, bớt rượu lại cho khỏe, để từ từ đừng uống rượu nữa cho có sức khỏe tốt mới đi làm được chuyện tốt, thì tôi phải không uống rượu đã. Tôi còn uống rượu nhậu nhẹt mà tôi lại tôi khuyên ông, khuyên sao được khuyên. Tôi phải bỏ cái tánh hung sùng gian trá của tôi mới khuyên ông được. Đó. Thì ý muốn nói độ mình trước quay lại độ người ta là như vậy đó. Chứ bản thân mình tè le, mình không chịu sửa, mình không chịu đổ, mình lỡ mình nói người ta ai nghe. Rồi giờ tới khán giả thì sao? Bây giờ là khán giả của mình á, nãy giờ cũng trải qua là nghiệp nè, rồi nhân quả nè, rồi chốt lại ở chỗ là cái lời nguyện và cái Đức Bồ Tát nguyện độ về trong bản thể của mình. Thì bây giờ là chốt lại mình tu là phải làm cho xong cái phần bên trong của mình. Rồi mình mới đi ra ngoài đúng không Vinh? Đúng vậy. Vậy là trong lúc này là mình chốt lại là bao nhiêu đây? Tức là mình minh tất cả các pháp trở về tâm mình để mình thanh lọc cái tâm mình trước. Thấy không? Rồi thanh lọc được cái tâm mình nó nhẹ nhàng, rồi thân xác mình cũng nhẹ nhàng, rồi bắt đầu mình mới hành đạo. Mình mới đối xử tốt với tất cả muôn người muôn loài để cho họ có thiện cảm với mình. Mà mình vẫn vui lòng tha thứ cho muôn người muôn loài khi họ tổn hại mình. Nhưng mà mình cũng không mê theo muôn người muôn loài để tạo nghiệp giống như muôn người muôn loài nữa. Thì người ta mới kính mình. Rồi từ chỗ đó mới có thiện cảm, xong mình đem những gì mình có và Phật Pháp mình ngộ được mới phục vụ cho muôn người muôn loài chúng sinh bình đẳng. Lúc đó mình mới tạo phúc không tạo nghiệp. Chính cái phúc này từ từ nó tăng dần hoài, một ngày nào đó viên mãn nó giải thoát. Em có hai cái chỗ mà em đang thắc mắc nha. Là độ mình trước xong mới đi độ người ta, là có nghĩa là mình tỏ ngộ mình luôn. Còn một cái là mình tùy duyên mình hành, ví dụ như là mình được nhiêu cái mình đem mình cho nhiêu, mình được nhiêu mình đem mình cho nhiêu. Vậy hôm nay cái chỗ đó, này là sao? Đợi cho mình là giác ngộ hoàn toàn để mình đi độ người ta thì nó mất hết thời gian, mình không có đủ thời gian làm chuyện này. Cái đó là để cho Phật tổ làm đi. Còn mình làm theo cái câu bác dạy, người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo công sức. Hôm nay tôi muốn làm chuyện gì tốt theo khả năng của tôi có nhiêu tôi làm nhiêu. Còn cái bản thân tôi á thì tôi điều chỉnh là kêu bằng một lần không được thì tôi điều chỉnh từ từ. Đó, đơn giản vậy đó. Nhưng mà có một cái, tôi điều chỉnh tôi được cái gì tôi mới khuyên người ta cái đó. Còn cái tôi điều chỉnh chưa được thì tôi âm thầm tôi sửa lại, tôi không khuyên người ta. Cũng như thí dụ bây giờ, hôm nay tôi còn uống rượu lai gai. Tôi phan Hảo Phiên anh bỏ rượu. Tại vì tôi còn uống, bắt đầu tôi điều chỉnh tôi trong vài ba tháng, một năm, hai năm gì cho tôi là dứt bỏ, không còn thèm rượu, không còn quan tâm tới rượu nữa. Thì lúc đó tôi mới quay lại, tôi mới khuyên anh. Vậy mình làm chuyện nhỏ là... cái chuyện nào mình làm trước thì cứ làm. Là chuyện nào mình tốt trước mình làm trước đi. Còn chuyện nào mình chưa sửa xong thì đợi thời gian ngắn mình sửa xong bắt đầu mình làm nữa. Chứ mình đợi giác ngộ hoàn toàn giống Phật để mình đi làm thì không... Trời ơi, biết chuyện nào mới tới đó mà rồi không lẽ mình không làm gì hết, không được. Còn nếu mình chưa giác ngộ mình khuyên người ta sao anh? Còn cái vụ mà này là tào lao nha. Nhà người ta mà mình quét mà nhà mình không quét là tào lao nha. Thế nay mình ăn nhậu say xỉn tối ngày, nói bậy nói bạ không là lỡ khuyên người ta bỏ rượu là tào lao á. Mình á, còn á, ăn mặn sát sanh mà mình khuyên người ta ăn chay đừng sát sanh là tào lao á. Nghe không? Mình còn gian trá mà mình khuyên người ta bỏ gian trá là mình tào lao á. Thí dụ vậy á. Cho nên mình sửa món nào tốt đẹp rồi bắt đầu mình lấy món đó phát huy. Còn món nào mình chưa sửa được thì âm thầm trong thời gian ngắn để mình điều phục đó cho xong mình tính tiếp nữa. Đơn giản vậy.